Cửa hàng Audio Bãi An Giang xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến quý vị một bộ đôi sản phẩm đến từ Mỹ, đó mà là một đôi loa Realtek Nova 8 sở hữu bass 30cm, bass bánh bò và hai chung một chép. Lưới mặt võng rất đẹp, thùng gỗ lạng nặng khoảng 20kg. Ghép cùng với nó là con âm ly Hakit AA29. Tiếng chép rất là hay ha. Bass rất là sâu. Sơ lược về cái dòng Realtek này thì dòng này thì tiếng bass nó rất là lực, anh em đã khẳng định nó rồi ha. Dòng này thì tiếng bass rất là hay. Dòng này là sản xuất tại Nhật nhưng xuất sang Mỹ, nghĩa là nhà máy hãng loa của Mỹ đặt tại Nhật Bản, sản xuất dưới đôi tay rất là khéo léo của người Nhật, cho ra những sản phẩm rất là đẹp. Cái này em đã có giới thiệu rồi, này là sự kết hợp sự khéo léo đôi tay của người Nhật trên công nghệ những tinh hoa của người Mỹ, cho ra những đôi loa cực kỳ chất lượng, chất lượng đến từng cm, đến con ốc, đến từng góc cạnh, đến từng chi tiết nhỏ. Hôm nay em test cái bản nhạc nó hơi chậm rãi chút xíu cho anh em nghe. Chơi cây này và tiếng bass lật thì ta test những cái dòng nhạc mới hơn thì nó bass nó sẽ thể hiện được hết cái khả năng của nó rất là hay. Lưới mặt võng thì rất là đẹp ha. Đôi loa này cũng còn rất đẹp luôn, đôi loa này. Loa còn đẹp, cực đẹp. Thùng gỗ lạng rất nặng. Bánh bò nó khác với Nova 8 nha, cái này là 8B nha anh em. Thùng quách còn cực kỳ đẹp luôn. Gỗ lạng thấy không? Vân gỗ cực kỳ đẹp luôn. Nova 8B. Cặp này thì theo đúng giá thị trường thì nó sẽ đắt hơn Nova 8. 8B đắt hơn Nova 8. Thành quách góc cạnh thì còn cực kỳ đẹp. Đây, model Nova 8B. Sao anh em gỗ lạng rất là đẹp. Những cặp lo này nó lo sản xuất tại Nhật thì luôn đẹp lên em. Cái đó là không ai bằng cãi lắm. Thành quách góc cạnh thì còn đẹp miên man, đẹp tuyệt vời.
Và cặp 8B đẹp như thế này thì em bán với giá là 8.400.000 đồng. 8.400.000 đồng Nova 8B nha. Nó sẽ đắt hơn Nova 8 một khoảng. Cặp còn đẹp, xuất sắc. Rồi xin cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em đăng ký kênh để xem được nhiều sản phẩm hơn của cửa hàng Audio 7 An Giang. Xin cảm ơn toàn thể anh em. Chúc anh em một ngày làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc.